Xin chào anh chị em nha, em tên là Sinh, em thì chuyên vô đồng hồ Nhật nha. Hôm nay thì em xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ để bàn của Seiko, dòng Embo nha, dòng cao cấp ha. Thì đích con này là kích thước là ngang là 27, cao là 31 nha. Đó, thì hình thức con này là bề trên bề dưới là bằng đá. Đó. Nó mặt là mặt kính ha. À, bên đây nè, đây. Có cái lớp là giả gương rất là đẹp nha. Rất là sang trọng ha, viền là viền nhôm luôn ha. Đây mặt sau nó cái lưng nhôm đó. Đây là cái máy bên trong đó ha. Đây đó, sử dụng là hai pin chung, hai pin ba pin tiểu ha. Đây lo thì cái này nó có hơi bị nhâm chút xíu đây nè nha anh chị em. Này là ở phía sau này, lắp pin, lắp cái nắp vô lò nó thấy nha, anh chị báo anh chị nắm thôi. Này. Cái đá đây nó bị mất hơi miếng ha. Đây nè. Này em chỉ báo anh chị em nắm thôi nhưng mà không có gì nha. Nói chung mà còn hình thức còn đẹp ok. Đó. Nhưng mà em sẽ cũng giao lưu theo cái giá là nó bị kiểu như là nó có bị ảnh hưởng chút xíu ha. So với những cái con đẹp mới, giá nó sẽ khác. Đây. Thì đây là bên hông ha. Đó. Rất là đẹp nha. Đây quay từ từ cho anh em xem. Đó. Đây là cũng cái viền nhôm luôn nha, bề trên bề dưới bằng đá, con này rất là đẹp nha, rất là sang. Đó. Thì tiếp theo là xin giới thiệu cái pha lê của nó hai tầng ha, hai cái con hai tầng pha lê là có 6 cái viền pha lê ha, nó quay theo cái chiều ngược nhau ha. Này nhìn rất là sang, giá trị nha anh chị em. Này mua từ xa cho anh chị xem ha. Đó. Đây là cái mặt đồng hồ nữa. Đó, anh chị em thấy cái mặt đồng hồ nó cũng thiết kế rất là sang luôn. Đó, có cái lớp ở trên nó nhôm nó mô ra ha. Đây là cảm biến ánh sáng. Đây thì con này cũng điểm nhạc báo giờ ha, có cảm biến ánh sáng tự tắt nhạc luôn. Đây đây thông tin có ba bài hát cái gì nè. Đó thì em xin test cái âm thanh nó trên cho mình thử. Đây âm thanh nghe du dương rất là sang tai nha anh chị em. Kết hợp với hai con cái con quay nó quay ngược chiều ha, nó tạo cảm giác như là thư giãn ha, rất là nhẹ nhàng thư giãn sang trọng. Kích thước xin nhắc lại là ngang là 27, cao 31, sử dụng hai pin trục, hai pin trung, ba pin tiểu nha. Trong nó có cũng có hai cái chân nhôm ở trong đó nha anh chị em. Đó hồi nãy em có giới thiệu anh chị em là ở phía sau nó bị nhưng mà ở trước nhìn không có thấy nha. Đó, em chỉ báo cho anh chị em nắm thôi. Đó thì em xin giới thiệu anh chị em là cái đồng hồ của Seiko để anh chị em tham khảo. Là xin cảm ơn, xin chào.